rồi. Hai thanh niên là đang bật vào đi biển. Không không? Anh em đang đứng ở bờ biển được không? Này tay này. Nhảy đấy. Phải xuống từ từ. Ui, sướng hết lưng rồi. Lạnh à? Không ạ. Sướng lạnh mày lại lừa tao đi. Sướng hết cả lưng rồi kìa. Đang nóng xuống đây thì thành mát. Lạnh gì? Nó ghét phết. Nước lạnh nó kêu không lạnh ạ. Không, nó mát rồi tí á. Xuống này. Cậu đúng rồi, cháu tắm rồi, cháu bơi mày. Nhảy đi, nhảy đi. Cảm giác bờ ngắn hơn ngày xưa gì hình nhỉ? Trước có tận đây mà đúng không? Đây nó phải xuống. Rét. Bơi mát sao mà? Rét không? Không mát lắm, không chắc đi gì. Giờ bao sâu cỡ nào chứ? Mình bơi đi. Ui. Ô, đá ra tận đây, ui, bắt đầu từ đây là hết đá này, hết bậc này, hết móng. Đứng đứng đấy không? Đứng là đi kéo phải kiếm chân tới đây. Đứng đoạn này. Đi xuống đây là xuống bùi. Sao đứng thì chìm à? Đi mất điện thoại. Lạnh đâu, ra đổ vậy đang được này. Qua đây. Ôi, cái đó vui à, sao lông này? Lông mà. Ô, lông hình này. Mệt lắm. Đứng này, không kiếm này. Không kiếm luôn. Đây. Quá. Thế nào? Nó nông có sông ngày xưa. Biển nước đang cạn nữa. Chạy được đây. Chạy đây. Đấy, cái lúc nước cả nó bằng hai người. Thế cổ. Cái con này hơi sâu, đoạn này hơi sâu. Ở giữa này lông. Đúng rồi, bơi đúng rồi. Ở rìa của hai cái ấy kìa là cái chân bùn. Cô mẹ thỉnh thoảng vào cái nguồn nước lạnh. Xuống đây mát. Mày không phải ngã gớm với tao. Mày đang rớt của mẹ ăn được đấy.